Trong suốt hơn 10 năm vừa qua, Comment Block đã luôn ẩn chứa những điều tuyệt vời và cộng đồng Minecraft chúng ta không ngừng tạo ra những thứ điên rồ nhất từ đó mà đôi lúc nhìn qua thì cứ tưởng là mod cơ. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 10 thứ điên rồ bạn có thể làm với lệnh trong Minecraft. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu video thôi. Để bắt đầu video thì mình sẽ để các bạn đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình ấn vào cái nút này. Ok. Các bạn thấy gì không? Đây thực ra là một thứ hoàn toàn mới tao có thể tạo ra trong Minecraft phiên bản 1.19.4 sắp tới. Bằng cách sử dụng lệnh này, tao có thể triệu hồi cho mình một vật thể mới trong Minecraft mang tên Block Display, Item Display hoặc là Text Display. Nói một cách đơn giản, những thứ này được tạo ra vì mục đích trưng bày, nên bạn gần như không thể tương tác gì với chúng cả. Nhưng ở đây mình có thể đi xuyên qua block này. Nhưng điều khiến cho người chơi cực kỳ thích thú là ta có thể thay đổi gần như mọi thứ về chúng thông qua lệnh. Như với lệnh này, bạn có thể biến một block thành một thứ khổng lồ như này, một điều mà chưa bao giờ làm được trong Minecraft trước đó. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Một nhà phát triển mod mang tên PathBoss đã thành công trong việc tái hiện lại hiện tượng vật lý trong Minecraft. Có thể bạn đã nghe qua Morphosis rồi, còn giờ thì ông bạn này đã làm được điều này chỉ thông qua comment block mà thôi. Đúng là không có thứ gì có thể cản bước được người chơi Minecraft. Các bạn đã bao giờ muốn chơi Minecraft trong một thế giới không có trọng lực hay chưa? Nghe thì có vẻ phức tạp đấy. Nhưng để làm được điều này thì chúng ta chỉ cần một khối lệnh mà thôi. Mọi vật thể trong game đều có một Entity Tag mang tên No Gravity. Khi ta sử dụng lệnh để kích hoạt tag này thì các vật thể đó sẽ mất đi trọng lực. Nhớ để chế độ làm cho nó chạy một lúc nhé. Bạn có thể thấy điều này rõ nhất thông qua các sinh vật đang trôi nổi trên không trung như thế này. Hello? Tại sao những con này cứ xoay vòng vòng thế? Từ đó, ta có thể làm rất nhiều điều hay ho trong thế giới này, như là lái thuyền trên không, TNT bay, hay là đập một đống chai kinh nghiệm để thêm vào là sinh vật bị xóa trong Minecraft phiên bản vừa rồi. Trừ việc con đom đóm này bạn có thể ăn. Eww. Và tất nhiên, các bạn có thể cho thế giới trở lại bình thường bằng cách chỉnh khối lệnh lại một chút. Lệnh mình sẽ để ở dưới phần mô tả dành cho bạn nào muốn thử nhé. Thế giới Minecraft được tạo nên hoàn toàn từ các khối vuông. Đúng là vậy mà. Có thể các bạn đã thấy hồ nước hình tròn gần như hoàn hảo của Mystic Cat rồi. Nhưng mình khá chắc là các bạn chưa thấy cái thứ gọi là con dốc này trong Minecraft đâu. Tất nhiên không có mod nào can thiệp cả. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này trong Vanilla Minecraft. Với sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa dạng địa giáp và sô cơ tàng hình, chúng ta có thể tạo nên một con dốc 45 độ từ bất kỳ block nào và ta có thể di chuyển trên chúng mà không có vấn đề nào cả. Trông khá giả, nhưng cũng rất là thật. Các bạn biết đấy, các cánh cửa phức tạp như này đã luôn là chủ đề được bàn tán nhiều trong cộng đồng Redstone. Trong khi Mumbo Jumbo có thể hướng dẫn bạn làm một chục cái như thế, thì người chơi này đã đi trước một bước rồi. Mình khá chắc là anh em chưa bao giờ thấy một cái cánh cửa nào hoạt động như thế này đâu. Công trình này được dựng lên từ khoảng 1.500 khối lệnh, tất cả kết hợp với nhau để tạo nên sản phẩm cực kỳ đặc biệt này. Là một người hiểu biết về lệnh nhiều hơn cả bài vở ở trường, nhưng mình thực sự còn chả biết nên bắt đầu từ đâu. Nên như muốn tạo một cái như này riêng cho thế giới của mình. Mà nếu thứ này có tồn tại đi nữa thì bạn cũng sẽ không muốn đứng đợi cánh cửa này mở ra trong lúc bị đám quái vật truy đuổi đâu. Giờ hãy cùng vào chủ đề khác gần gũi hơn nhé. Đó là parkour. Mục đích của parkour rất đơn giản. Bạn tìm mọi cách để nhảy từ điểm A đến điểm B và bạn chiến thắng. Có thể nhiều người đã cảm thấy nhàm chán vì khái niệm này rồi. Nhưng giờ đừng lo nữa. Người dùng Reddit mang tên đã thêm vào một cơ chế thú vị, nơi bạn có thể parkour giữa hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau, có thể chuyển đổi qua lại với nhau thông qua hai chiếc đồng hồ này. Nhiệm vụ của bạn giờ đây, ngoài việc tìm chỗ tiếp đất an toàn, thì bạn còn phải sử dụng đúng loại đồng hồ đúng thời điểm để làm block ở chiều không gian kia xuất hiện. Theo mình thì điều này thực sự đưa cái trò nhảy nhảy đơn giản này lên một tầm cao mới. Ủa, đây là đâu? Oh god. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn vào nút like và đăng ký kênh ở phía dưới để có thể xem thêm nhiều video hay hơn từ mình nha. Được rồi, tiếp tục video thôi. Trong Minecraft 1.20 sắp tới, chúng ta sẽ có một sinh vật khác được gia nhập vào Minecraft mà chưa một ai nghe đến lần nào cả. Đó là Brimstone. Mình đùa đấy, không có con mob nào như này trong phiên bản mới đâu.
Nhưng việc ta có thể tự làm nên cho mình một sinh vật piston như này là hoàn toàn có thật nhé. Bằng cách kết hợp vật thể block rơi và dàn để giáp lại với nhau, cùng với AI của Slime, người chơi này đã triệu hồi thành công một chiếc piston, có thể bay nhảy xung quanh như một sinh vật sống vậy. Nhìn vào thôi mà mình cũng thấy hơi nổi da gà, cứ tưởng là nó đến từ intro pizza cơ. Và tất nhiên, thứ này được làm ra hoàn toàn từ command block hoặc data pack, chứ không hề có một sự giúp đỡ nào từ mod hay despack cả. Phép thuật là một thứ có tồn tại trong Minecraft, nhưng đáng buồn là chúng ta không sở hữu nhiều khả năng về nó. Nhưng giờ đây, các bạn có thể trải nghiệm nó trong thế giới Minecraft bình thường của mình. Bằng cách cài xét lệnh này vào Minecraft, bạn sẽ có thể chế tạo được cho mình một cây đũa phép. Vậy, thứ này hoạt động như thế nào? Bạn nhấn giữ chuột phải và sau đó vẽ ra như ở đây. Sau khi mình vẽ hình tam giác thì nó sẽ kích hoạt câu thần chú lửa. Trông rất là hay đúng không nào? Với mỗi hình dạng nhân định bạn vẽ ra thì sẽ có một câu thần chú riêng. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn lối chơi của bạn trong tựa game khuếp vuông này. Nhưng nó cũng rất đáng để thử một lần. Nếu như bạn đã quá chán sau mấy tiếng liên tục đào khoáng sản hay speedrun phá đạo game trong chỉ đầy 8 phút. Đây là Piston, một thứ quá quen thuộc với anh em rồi. Còn đây là Piston Pro Max. Yeah, đây là một block cực kỳ điên rồ, được thêm vào thông qua data pack của Mark Magistan. Mong là mình đọc đúng tên anh. Với Piston này, các bạn có thể kéo dài phần đầu lên đến tối đa 10 block, và bạn hoàn toàn tùy chỉnh được đường đi của Piston đi đến bất kỳ vị trí nào tùy thích. Việc còn lại của chúng ta là kích hoạt nó. Và boom, nó hoạt động rồi, y như một Piston bình thường. Đôi khi mình không tin được là có một data pack nào hoạt động tốt hơn cả mod như này. Nếu như cái Piston này thực sự được thêm vào Minecraft thì không biết nó sẽ mở ra bao nhiêu cánh cửa cho các ông trùng Redstone này nhỉ? Đi khám phá thế giới Minecraft chưa bao giờ là một vấn đề quá lớn với người chơi hôm nay. Nhưng ít ai lại sẵn sàng đi đến địa điểm cách xa họ mấy trăm nghìn block rồi nhìn ra đúng thời gian đó để trở về nhà đâu. Và đó là khi mà bình thuốc này được tỏa sáng. Xin giới thiệu, đây là Waypoint Potion, một bình thuốc đặc biệt có thể lấy được bằng cách gắn nó vào một cái đá 500 như ở đây. Khi uống bình thuốc này thì bạn sẽ được dịch chuyển về lại cái đá 500 mà bạn đã gắn vào trước đó. Nó có thể hoạt động ở tất cả 3 chiều không gian trong Minecraft. Có thể một số bạn lần đầu nghe qua sẽ nghĩ ngay đến cái máy Ender Stasis Chamber này. Nhưng để máy này hoạt động hiệu quả thì phải cần tương tác của người chơi khác cơ. Chai Waypoint Potion này sẽ là một thứ rất hữu ích khi đi xa để khám phá thế giới, giúp bạn tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều. Và cuối cùng là một thứ có thể những bạn hay xe cầu đi di chuyển sẽ rất là thích. Người dùng Reddit này đã tạo nên một set khối lệnh trong Minecraft có thể giúp bạn xây dựng cầu đường một cách hoàn toàn tự động. Chỉ cần bạn quay về hướng gần xe cầu và click chuột phải quả trứng này, và cây cầu sẽ tự động được xây. Cứ kéo dài liên tục như này cho đến khi va chạm với vật cản thì nó sẽ dừng lại. Đây sẽ là một thứ cực kỳ hữu ích trong trường hợp gặp phải những địa hình hiểm trở như trong Nether chẳng hạn. Và vừa rồi là 10 thứ điên rồ bạn có thể làm với lệnh trong Minecraft. Và thực sự mà nói thì vẫn còn nhiều điều hay ho ta có thể làm hơn vậy cơ. Nếu như các bạn muốn được biết thêm về những điều thú vị trong Minecraft thì hãy xem qua video ở đây nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ức ơ này thì đừng quên nhấn vào nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Mình sẽ gặp các bạn trong những video sau. Còn giờ thì see ya.